Hi, mình là Ngọc Vy, rất vui được gặp lại các bạn trên S Channel. À, chào một câu này hoài thì có một số bạn bảo là chán quá, nhưng mà không chào câu này thì biết chào câu gì? Hay là chúng ta sẽ chào qua Nika. Thôi bỏ đi. Quay trở lại vấn đề chính thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game nữa. Sở dĩ game rồi là game là bởi vì tựa game này nó đang rất là hot và mình muốn nhanh chóng giới thiệu nó cho các bạn. Tựa game này thì nó trở nên hot bởi vì theo mình nghĩ đó là do nó gây ức chế, mà những cái gì càng ức chế này, kìm kẹp này, kẹp chặt thì người ta lại càng thích. Thôi chúng ta sẽ vào game luôn nhé. À, mình mất còn một vấn đề nữa, đó là các bạn không cần xôi nữa đâu, bởi vì tay mình to thật. To để cầm một số thứ to như là điện thoại nó trở nên dễ dàng hơn. Cho nên là to cũng không phải là cái tội. Vì vậy đừng chú ý vào cái tay nữa mà tập trung vào tựa game này nhé. Bởi vì nó đang trở nên rất là hot. Không biết đã hot ở Việt Nam chưa, nhưng mà đối với cộng đồng thế giới thì nó đã bắt đầu hot từ cuối năm 2015 luôn rồi. Vào game nào. Rồi, ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ làm một cái chấm tròn tròn, một cái núm hay là một cái hòn bi. Im đi. Rồi, ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ làm một cái tròn tròn, đây là một cái hòn bi nhỏ nhỏ. Ở đây thì chúng ta đang có màu vàng và ở trên đây thì có một cái vòng tròn xoay xoay này. Nó sẽ có 4 màu và đúng màu thì chúng ta mới đi qua được, còn không thôi là tèo. Bây giờ thì bắt đầu. Em là bông hồng. Tím nào? Dạ, màu tím thủy chung. Vàng vàng. Hồng hồng. Tím tím. Trời ơi, trời. Quay trở lại trong chủ cái. Ở đây thì mình thấy là chúng ta còn có một số chế độ khác nữa này. Color blind. Nhìn sặc sỡ quá ta. Xem thử coi. Cái gì vậy? Lại đổi nhạc. Phải công nhận là trò chơi này mặc dù rất là đơn giản nhưng mà lại chịu khó đầu tư về âm thanh. Ủa cái gì vậy? À, cái này thì chúng ta sẽ đi theo chiều ngang. Nhưng mà có vẻ là nó dễ hơn. Vừa mới bảo dễ hơn. Lại. Đấy, nhạc nè, vừa chơi game vừa quẩy luôn. Đấy, say oh yeah. Qua màn. Oh oh yeah. Say oh yeah. Chết. Thôi mình nghĩ là chúng ta nên tạm dừng lại ở đây. Bởi vì nếu không thì mình lại đi quá đà. Và mình lại bla 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 bla. Sau đó thì sẽ có bạn bình luận là con nhỏ này là màu vãi, con nhỏ này điệu vãi. Khổ lắm. Sắm xa chơi vừa lòng mấy chế. Trở lại vấn đề chính thì nói tóm lại với tựa game này, mình nghĩ là một tựa game rất là thích hợp để cho chúng ta thư giãn. Đầu tiên là nó có độ khó gây ức chế này. Thứ hai là nó lại có rất là nhiều màn chơi. Cách chơi thì đơn giản nhưng mà càng ngày thì độ khó nó lại càng tăng và có nhiều cách gọi là biến đổi hơn. Và quan trọng hơn là nó đầu tư rất là nhiều về mặt âm thanh. Vừa chơi game mà vừa thư giãn, xả stress rất là tốt. Và mình nghĩ là đây cũng là lý do làm cho tựa game này trở nên hot. Hy vọng là các bạn sẽ có những giờ phút thư giãn với tựa game này nhé. Còn bây giờ thì nếu như cảm thấy video hữu ích thì đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.